biển. Ngoài ra còn có những đường biên giới trải dài trên phần đất liền, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Cao Bằng là một vùng đất nằm ở phía đông bắc của nước ta, có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Ở nơi đây, địa hình Cao Bằng phân bố rất là phức tạp. Tuy nhiên, con người và phong cảnh ở đây thì rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? Thì hôm nay cô và các em sẽ cùng đi du lịch Cao Bằng thông qua bài thơ Cao Bằng của nhà thơ Trúc Thông. Đầu tiên thì các em hãy cùng quan sát tranh với cô nhé. Đây là bức tranh vẽ phong cảnh ở tỉnh Cao Bằng. Các em quan sát thấy nè, có những căn nhà sàn, có những người dân tộc, có những đồi núi rất là cao và trải dài từ cao xuống thấp. Bên cạnh đó còn có những rừng cây bao phủ. Ngoài những cảnh đẹp trong bức tranh này thì Cao Bằng còn có rất là nhiều cảnh đẹp khác. Và những cảnh đẹp đó là những cảnh đẹp gì thì các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Cao Bằng, sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bắc, thì ta tới Cao Bằng. Cao Bằng rõ thật cao, rồi dần bằng bằng xuống. Đầu tiên là mận ngọt, đón môi ta dịu dàng. Rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong. Còn núi non Cao Bằng, đò làm sao cho hết. Như lòng yêu đất nước, sâu sắc người Cao Bằng. Đã dâng đến tận cùng, hết tầm cao tổ quốc, lại lặng thầm trong suốt, như suối khúc rì rào. Bạn ơi có thấy đâu, Cao Bằng xa xa ấy, vì ta mà giữ lấy một dải dài biên cương Trúc Thông. Thì khi mà đọc các bài thơ nghe và theo dõi cô đọc thì các con thấy bài thơ gồm có 6 khổ thơ. Mỗi khổ thơ được kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và khoảng cách. Trong bài thơ có từ Cao Bằng. Cao Bằng là một vùng đất nằm ở phía đông bắc của đất nước Việt Nam chúng ta, có phần biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đèo Gió, đèo Giàng, đây là hai ngọn đèo của tỉnh Bắc Cạn. Đường đi từ Bắc Cạn đến tỉnh Cao Bằng. Đèo Cao Bắc là ngọn đèo thuộc tỉnh Cao Bằng. Trong bài có những từ các con cần luyện đọc đúng như đèo gió, đèo gió, đèo Giàng, đèo Giàng. Khuất, khuất, trong suốt, trong suốt, dải dài biên cương, dải dài biên cương. Nào bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc lại các từ này một lần nữa nhé. Đèo gió, đèo Giàng, khuất, trong suốt, dải dài biên cương. Bên cạnh việc đọc những từ khó, các con cần lưu ý cách đắc nhịp thơ cho cô. Đây là khổ thơ cô đã đắc nhịp, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bằng, thì ta tới Cao Bằng. Cao Bằng rõ thật cao, rồi dần bằng bằng xuống. Đầu tiên là mận ngọt, đón môi ta dịu dàng. Giọng thơ đọc bài này thì các con đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện được lòng yêu mến của tác giả đối với đất đai và những người dân Cao Bằng đôn hậu. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. Cao Bằng, sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bằng, thì ta tới Cao Bằng. Cao Bằng rõ thật cao, rồi dần bằng bằng xuống. Đầu tiên là mận ngọt, đón môi ta dịu dàng. Rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong.
còn núi non cao bằng đò làm sao cho hết, như lòng yêu đất nước sâu sắc người Cao Bằng đã dâng đến tận cùng hết tầm cao tổ quốc, lại lặng thầm trong suốt như suối khúc rì rào. Bạn ơi có thấy đâu Cao Bằng xa xa ấy, vì ta mà giữ lấy một dải dài biên cương trúc thân. Như vậy là cô và các em đã luyện đọc bài thơ này rồi. Bây giờ các em hãy làm bộ câu hỏi giúp cô nhé. Và sau khi làm bộ câu hỏi có những thắc mắc gì thì các em hãy liên hệ với cô nhé. Cô chào các em.